Cái gà nó bị đụng trụ điện gãy cái mũi nha các bạn, chìm luôn. Giờ lôi vô đây chắc phải độn lên để lôi lên chỗ ụ sữa nha các bạn. Nghe nói gà này ban ngày mà chạy sao mà đụng gãy mũi luôn các bạn, ban ngày mà chạy đụng vô trụ điện không biết sao nữa. Ghe này chắc cào ấy quá, ghe cào sò quá, cào sò hay là cào ghẹ vậy các bạn, tan nát hết rồi, mất đồ hết. Chủ ghe chắc đang ấy, đang móc ba cái lưới lên thì chuyện ngoài khơi nha các bạn. Này lôi vô bờ rồi, chuyện tốt ngoài khơi này, lôi vô bờ tới chỗ dầm gầy rồi. Đây dầm gầy có huyện Hòn Đất Kiên Giang nha các bạn, tàu này là Kiên Giang thôi. Hai chiếc này nó kè vô tới đây. Bể mất cái mũi luôn nha, mũi này chắc cũng 3-4 mét, gớt rồi mất tiêu cái mũi nha, đứt khúc ra luôn. Còn cây này gầy ra nó, cái ghe này cũng hơi cũ nha các bạn. Vô keo vô đồ quá trời vậy. Nó nặng